bán đắt cho ai, có tiền là bán hết. Đúng rồi, cái thằng Úc nó còn bán nguyên một cái khu đặc khu cho thằng Trung Quốc á. Vâng, em chào anh ạ. Hello, chào Hiếu, chào anh chị các bạn trong diễn đàn. Dạ. Anh theo dõi tình hình trong nước thì thấy rất là vui. Dạ. Hiện nay là mình đã tóm được những cái tên vào đầu sỏ và người dân Việt Nam mình đã bắt đầu thức tỉnh. Phải nói là rất là vui. Rất là vui Hiếu. Dạ. À, phải Em nói nói rồi là mà. Vâng. Em nói với anh lại bà điều con mình là cái lòng yêu nước của người dân Việt Nam á, khi mà họ bị hiểu lầm là nó trỗi dậy như vậy. Nhưng mà khi á cái số đông người yêu nước nó nhiều mà anh. Cái số đông người yêu nước bây giờ nó nhiều. Ừ. anh em mình cứ live stream và phản biện lại và vạch mặt tụi nó để cho bà con hiểu. Anh thấy rất là vui, đã bắt được những cái nhóm giả mạo rồi trong cái cuộc mà nó kêu gọi lần này. Phải nói là đây là một cái sự thành công rất là lớn, phải nói Dạ. rất là vui. Anh Vui. thấy tình hình coi như hiện nay là mình làm chủ tình hình hết được. Thì tụi nó lợi dụng chính sách nhân đạo của đảng và nhà nước để những cái mà nó lợi dụng mình thả lỏng á, mình giống như mình tạo cái cơ hội. Mà anh thấy nhà nước Việt Nam mình lúc nào cũng tạo cái cơ hội cho người dân sống cho nó thoải mái hơn, nhưng mà bởi vì một số những người dân họ không hiểu và họ bị lợi dụng bởi cái đám mà bao que tụi nó hận, nó hận cái chế độ tại vì nó bị thua, nó chạy. Mà Hiếu ở bên này anh biết tụi nó mà lật đổ được là nó không tha một ai đâu. Em biết là tụi nó ác lắm, em nhìn thấy tụi nó không, chỉ cần anh phản biện là tụi nó thôi là nó muốn nó hằn học, nó làm ghê gớm rồi. Nói chi một cái chính quyền trong nước, cái bọn ba que này tụi nó độc ác lắm. Tụi nó không có phải là những thành phần thương dân yêu nước gì đâu, tụi nó chỉ muốn lấy lại những gì mà năm xưa nó không được, nó không làm được thôi. Nó rất là cay cú mấy chục năm nay rồi, nó âm mưu vào những cái mưu đồ của tụi nó ngày đêm, là nó trên tất cả những cái cộng đồng mạng nó kêu gào khủng khiếp lắm. mà Chú, mà bấy lâu nay nó làm kinh anh khủng lắm anh. Gạo nó người làm dữ dằn lắm. nè. Thành ra nó lợi dụng cái cơ hội này để đặng nó làm mạnh. Nhưng mà cái đợt đầu tại vì cái chính sách nhà nước mình ưu đãi và nó giống như khoan hồng nhân đạo, chính cách mà quá dễ, phải nói là để cho người dân thông thoáng mà tự tự mỗi người dân họ học hiểu học và để hiểu biết, nhưng mà bị tụi nó lại lợi dụng. Thì trong cái đợt này thì phải nói là bà con đã bắt đầu họ thấu hiểu được qua truyền thông báo chí và tuyên truyền và những người yêu nước như anh em chúng mình, phải nói là kêu gọi nữa. Thì phải nói là một cái trận đánh rất là mạnh vào người dân, và người dân họ đã thấy được những cái sự việc thiệt hại như thế nào và những cái mà tụi nó xúi giục những người mà nhẹ dạ cả tin trong nước đi làm loạn như vậy, gây ảnh hưởng đến sự bình yên của đất nước, gây ảnh hưởng tới cuộc sống kinh tế và gia đình. Anh thấy rất là vui tới nỗi hồi tối này anh ngủ mà anh nằm mơ luôn á. Anh ngủ mà anh nằm mơ luôn á. Anh nằm mơ anh thấy anh về anh đánh với mấy tụi chống mấy tụi mà phản động á. Anh giật mình vậy á, Em anh nói giật mình vậy, nói ô mình đang ở bên mày. em nói sáng nay là em theo dõi là hai đầu cầu truyền hình, ba đầu cầu truyền hình. Em mới lên em mới để cái status là mưa thế này làm sao đi biểu tình đây. Em Vui nói ơi, phải nói là ông trời ông thương dân mình. Anh nói bởi vì anh nhiều khi anh cũng cầu nguyện cho quê hương đất nước, cho sự bình yên từ Bắc Trung Nam, cầu nguyện cho ông trời thương cái quê hương đất nước dân tộc mình khổ nhiều rồi, đừng có để cho những cái thế lực thù địch tụi nó tiếp tục phá hoại nữa. Một cái đất nước đã triền miên chiến tranh đau khổ rồi, mình xây dựng đất nước từ một cái đống gạch vụn, cái đống gạch vụn cho đến bây giờ có được ngày hôm nay, mà để tụi nó phá anh Lệ thì Minh, để em nói không có gì lát nữa nó trôi mất comment. Bác cứ Phan Kỳ nói. Nhông, bác Phan Kỳ Nhông này, bác ấy ở bên đó đó, bác ấy ủng hộ, bác ấy lấy cái tên của ông Phan Kỳ Nhông nhưng mà bác không lấy, bác ấy cũng chín mấy tuổi rồi nhưng mà bác cũng hiểu ra rồi. Vậy hả? Đây này, bác ấy bảo Thì cái là gì Lệ cả anh. Minh nói hay lắm cháu này.
Ồ, cảm ơn bác. Thì nói chung thì anh nói chuyện nhiều khi anh không có ít, anh không có nhìn thác, anh nhìn thác phải nói nó lạc đề, cái tư tưởng của anh nó bị khó nói lắm, thành ra anh tập trung vào cái ý tưởng của anh để anh nói. Nói chung thì qua cái sự việc này anh thấy là bà con mình đã bắt đầu thức tỉnh, phải nói rất là vui. Anh vui, phải nói anh mừng đó, anh thấy quê hương mình được sự bình yên, đất nước của mình ngày một được giàu mạnh hơn. Thì nói về vấn đề, anh nghe Hiếu nói về vấn đề mà những cái đặc khu, thì Việt Nam mình là một cái đất nước gọi là một cái thị trường mới, một cái nơi cái nguồn lao động rất là dồi dào. Thì những cái mà đất nước phát triển, những quốc gia mà phát triển tuổi tư bản hay những giới đầu tư kinh doanh như vậy, họ đi tìm cơ hội, họ sang Việt Nam họ sẽ tìm cơ hội. Thì cái vấn đề đặc khu kinh tế nó mang tính chất kinh doanh thương mại, thì nó không phải là tính tính cách giống như là bán nước hay là bán nước hay bán tổ quốc giống như những thành phần mà chống phá đất nước tụi nó tuyên truyền, không phải như vậy, nó hoàn toàn ngược lại. Tại vì những cái giới đầu tư họ sang đó họ chỉ thuê những cái vùng đất nào đó để họ xây dựng lên những cái trung tâm thương mại của họ, họ xây dựng lên những cái headquarter, là những cái trung tâm thương mại, trung tâm thành chánh, để đặng họ điều khiển cái những gì họ đầu tư vào Việt Nam. Nhiều khi các bạn biết đặc khu kinh tế ở đây không có nghĩa là cái nơi đó họ sang đó là họ mở công xưởng tại chỗ đó, nó không phải như vậy, nó không phải như vậy. Tôi giải thích nhiều lần là nó là cái nơi cho đa số, đại đa số là một cái trung tâm hành chánh, một cái trung tâm mà những cái trung tâm quyền lực của kinh tế, để những giống như tôi nói, giống như hàng Apple nó muốn sang Việt Nam nó mở hãng xưởng của nó, có thể nó mở ở Đồng Nai hay là nó mở ở Hà Nội, gia tỷ gì đi, tôi nói gia tỷ gì đó, nhưng mà thường thường thì nó mở những cái tỉnh lỵ, mà những cái vùng sâu vùng xa, những cái nơi mà đất mà thoáng thông thoáng, nó bảo vệ cái sự an toàn của tụi nó. Thì những cái đặc khu đó nó sẽ mở những cái khu hành chánh của nó, để nó điều khiển những cái công ty của nó điều khiển những cái cơ sở thương mại của nó, chứ không có nghĩa là đặc khu kinh tế là nó sẽ sang đó nó mở cái hãng xưởng hay những cái công ty của nó nằm ngay tại ngay chỗ đó, không phải như vậy. Cho nên nó tạo nên sự sầm uất, nó tạo nên những cái công ăn việc làm, và nó sẽ tạo nên những cái khu công nghiệp cao, và người dân mình họ mới bắt đầu có cái kinh nghiệm và họ học hỏi. Thì ngày xưa tụi Trung Quốc nó cũng vậy anh chị các bạn, ngày xưa Trung Quốc cũng vậy, nó tạo cái khu kinh tế thì các bạn thấy dân tụi tư bản như hàng Mỹ nó chạy vô trước, nó chạy vô trước liền để đặng nó giành chỗ. Đấy, các bạn thấy ngay cả những cái đại công ty của Mỹ như là hàng Apple, nó cũng đặt cái khu hành chánh của nó ở tại Trung Quốc để đặng mà nó giao thương và nó làm ăn. Hiện nay hàng Mỹ nó có khoảng 300 đại công ty của nó, những công ty lớn của nó nằm ở trong Trung Quốc, cho các bạn biết. Tại vì quyền lợi của thằng Mỹ mà nó phải đi tìm những cái quyền lợi trong cái chính sách toàn cầu hóa, nếu mà nó không đi tìm cái quyền lợi của nó thì nó sẽ làm sao nó cạnh tranh, làm sao nó cạnh tranh được với Nam Hàn, làm sao nó cạnh tranh được với Nhật, thì làm sao nó cạnh tranh được với Trung Quốc. Bây giờ Trung Quốc cũng đã trỗi dậy rồi thì Việt Nam mình cũng vậy thôi, mình phải có những cái đặc khu như vậy để đặng mà người ta đầu tư vào và để phát triển đất nước, và mình có cái cơ hội để đặng mình phát huy được cái sự học hỏi về những cái công nghệ cao. Cũng chính vì những cái đại công ty mà nó có những cái ngành công nghệ cao mà nó vào trong nước Trung Quốc, thì từ đó Trung Quốc họ, người dân của họ họ đã tiếp cận được những cái công nghệ cao như vậy, thì họ học hỏi và họ ngày hôm nay các bạn thấy họ có thể phát minh được những cái, họ có thể làm được có những cái mà khoa học kỹ thuật cao. Thì Việt Nam mình cũng vậy thôi, nói chung là hiện nay mình là một cái quốc gia mình đi sau đó, mình là những người mà một người đi sau thôi. Và chính vì cái đặc khu này mà những cái thành phần mà chống phá đất nước ở hải ngoại, tụi nó lợi dụng và nó len lỏi vào, nó tìm cách để đặng mà nó xúi người dân là bán nước, bán quốc gia. Nước Việt Nam hình chưa hết, mãi mãi là của người Việt Nam chứ chẳng phải của ai cả. Ngay cả nước Mỹ, các bạn thấy hàng Mỹ nó bán Đức rồi chứ nó không có cho thuê. Việt Nam mình không có chính sách cho thuê,
chỉ có các bạn thấy những cái quốc gia khác như thằng Trung Quốc mà vô là nó cứ bán, nó bán cho anh đó, anh muốn khai thác sao anh khai thác, anh tạo công ăn việc làm, anh đóng thuế, anh đóng thuế và anh làm đúng theo cái những cái luật pháp thôi. Cũng như Mỹ các bạn thấy nó bán cho người dân Việt Nam của mình đó, như ông Phạm Đình Nguyên đó, nó bán cho cả một cái thị trấn Việt Nam mình vô mua, các bạn thấy mình làm chủ cả một cái thị trấn chứ nó không có cho thuê. Mỹ nó cho thuê là hiếm lắm, ngay cả những cái bến cảng của nó nữa, nó bán luôn rồi đó. Rồi cứ anh cứ làm rồi anh đóng thuế và tạo công ăn việc làm rồi từ đó quản lý, tự quản lý thì sao quản lý, cứ đúng theo cái luật pháp mà Mỹ nó có cái hay đó, chính quyền của nó đứng sau lưng anh mà làm chặt cái là nó vẫn tịch thu được. Nếu mà anh làm sai phạm nó vẫn tịch thu cái miếng cái đất đó được. Tại vì nói chung đất đai thì người dân hay bất cứ ai cũng vậy, anh vô đó anh mua là anh chỉ là người quản lý thôi, nhưng mà nhà nước lúc nào cũng là người làm chủ. Ở bên Mỹ nó cũng vậy thôi, về ở bên Mỹ nói chung thì đất đai cũng vậy, người người dân là người gọi là mình là mình mua, nhưng mà nhà nước là một vẫn là cái người chủ chứ đâu phải là người dân lúc nào cũng nắm hết. Nếu mà các bạn thấy ở bên Mỹ mà nhà cửa bất động sản vậy mà không đóng thuế cho chính phủ trong vòng 3 đến 5 năm là chính phủ nó tịch thu, nó tự động nó tịch thu, nó tịch thu đem ra nó quá giá và nó bán. Nó điều khiển rất là hay. Việt Nam mình hiện nay thì mình đi sau thì mình đi từng bước một, mình mở những cái đặc khu Mình mình bây giờ tạo. đâu có cho đâu có phải đóng thuế nhà đất đâu anh. Bây giờ không phải đóng thuế nhà đất. Úc nó cho Thì thuê cả đó. Vin đấy. Úc nó bán Ừ. luôn chứ cho thuê. Nó bán luôn cho thằng Trung Ừ. Quốc rồi mà. Đấy, ngay cả thằng Úc mà nó còn bán, anh thấy mấy cái thằng, nói chung mấy thằng mà tư bản nó khôn lắm, nó bán luôn để khỏi phải phiền phức. Tại vì em cho thuê đó là em phải còn chịu trách nhiệm trong đó. Bây giờ giống như giờ Ngọc Hiếu có cái nhà rồi, Ngọc Hiếu có mua nhà thêm nhà nữa, đất đai Hiếu cho thuê, nhiều khi mình phải dòm ngó, mình coi coi cái người thuê họ làm cái gì, họ có làm đúng không. Mà đa số thì cái người thuê họ đâu có, họ chỉ biết đến đó họ thuê thôi, họ thuê họ làm, họ phát triển theo cái kiểu của họ thôi, và họ quy hoạch như thế nào làm sao mình biết. Rồi mình phải ngồi đó dòm ngó nữa. Còn đằng này họ bán luôn thì nhà nước chỉ ra cái luật, mày muốn làm kệ mày, khỏi phải ngồi đó dòm ngó chứ, để ý làm chi, miễn sao đúng theo cái luật pháp của mỗi của cái quốc gia hiện thời là được rồi. Nói chung về vấn đề là đặc khu nó mang tính cách rồi là phát triển kinh tế, nó không có cái gì gọi là bán đất hay là nhượng đất cho ai hết, mà người dân đại đa số những người mà đi biểu tình đó, là họ bị thiếu thông tin và họ bị những cái thành phần chống phá đất nước ở hải ngoại đó nó xuyên tạc và nó sử dụng cái đồng tiền nó thao túng, cho nên người ta nhẹ dạ người ta nghe theo. Thì bây giờ họ đã thức tỉnh rồi. Thì bên cạnh đó nói về an ninh mạng cũng vậy, an ninh mạng nói chung là anh cứ nghĩ là Việt Nam mình đã có từ lâu rồi chứ không phải mới đây. Anh hơi bị sốc và bất ngờ khi nhà nước Việt Nam tuyên bố là Việt Nam mình mới đưa ra cái an ninh mạng để đặng mà quản lý, để đặng mà thanh lọc những cái tin tin tặc, tin xấu, những cái tin mà tin giả mạo. Thì mình đã đi, cái này là cái chính sách nhân đạo của nhà nước Việt Nam mình, anh thấy mình đi sau rất là nhiều. Chứ những quốc gia như Mỹ là nó đã có từ lâu rồi, nó gọi là cyber security, gọi là an ninh mạng, mà không những thế mà nó còn gọi là cyber crime, cyber space, là những cái vấn đề bởi vì mạng nó xảy ra rất là nhiều, nó người ta có thể lừa đảo và họ làm những cái sự việc nó bất chính. Cho nên những cái quốc gia phát triển như Mỹ đó thì nó rất là chặt chẽ, ngay cả cái Facebook này cũng vậy, nó sử dụng rất là mạnh đó. Bên tụi mà an ninh mạng của Mỹ đó, các bạn đánh vào Homeland Security, nó sử dụng cái Facebook này để đặng mà nó theo dõi cái người dân, để đặng bảo vệ cái sự an ninh và an toàn. Các bạn biết an ninh mạng nó không phải là cấm không cho người ta vào mạng xã hội, mà nó bảo vệ những cái quyền lợi cá nhân, nó chống lại những cái tin tặc và những cái tin tức bịa đặt, và nó chống lại những cái mà những thành phần khác họ lợi dụng mạng xã hội để đặng mà họ lừa đảo nữa, họ lừa đảo.
cho nên nó bảo vệ cả người dân mà là cả cái chính quyền, chứ không phải là an ninh mạng là nó tước đi cái quyền tự do ngôn luận hay là tự do phát biểu, cái gì cũng vậy. Nó luôn luôn có trong một cái, nếu mà một cái tổ chức hay là các bạn nghĩ là một cái tổ chức mà nó không có một cái pháp luật hay là một cái hệ thống thì nó sẽ loạn, thì Facebook cũng vậy thôi. Hiện nay giống như các bạn thấy, anh chị em các bạn thấy Facebook của Việt Nam mình nó bị loạn là gì? Tại vì mình không có kiểm soát, mình không có an ninh mạng, cho nên mạnh ai nấy nói gì nói, mạnh ai lên này họ có thể post những, họ có thể post những cái tin tức giả mạo và những cái hình ảnh nó không lành mạnh. Thì đấy các bạn thấy, bởi vì mình không, mình chưa có những cái luật an ninh mạng, nó xảy ra tình trạng như vậy. Nhưng mà đối với ở Mỹ thì sao? Những người nào mà có những cái hành động như vậy là chính phủ bên Mỹ đó nó sẽ cấm liền, nó sẽ cấm phải những người mà sử dụng Facebook. Các bạn biết nó rất là căng thẳng, nó rất là luật pháp nó rất là rõ ràng đâu qua đó. Bởi vì ở tại Mỹ đó, người, các bạn anh chị em các bạn thấy những người mà xài Facebook ở Mỹ đó, toàn là tên thật, không có dám lấy tên giả được. Ở Việt Nam thì tôi thấy nhiều khi cái truyền thông bên Việt Nam họ lỏng lẻo, họ để họ không có an ninh mạng, cho nên mạnh ai nấy lấy nick tùm lum hết. Tôi xài cái nick Lợi Minh của tôi hồi nào giờ là như vậy rồi, mặc dù tôi bị báo cáo rồi, xài nick giả đồ này, nhưng nó báo cáo thì Facebook cũng gửi về. Hồi lúc trước á là nó gửi về nó hỏi, thì tôi đưa giấy chứng chứng minh ID cho nó, thì nó thấy đó là đúng, và từ đó về sau đâu tụi nó đâu có báo cáo được nữa đâu. Từ đó về sau tụi nó tìm đủ mọi cách nó báo cáo, thì cái Facebook của tôi nó đâu có bị rớt đâu, lúc nào nó cũng rất là an toàn. Bởi vì Facebook nó thấy mình xài thật và mình nói cái gì nó cũng thật nữa, thì nó bảo vệ mình khi mà những cái mà sự giả mạo của những người bên các thế lực mà chống phá nhà nước đó, nó không thích tôi, nó đánh tôi đâu có rớt nổi đâu. Anh chị em các bạn thấy chính vì vậy mình xài mà nick gọi là chính chủ, mà mình chứng minh cái giấy tờ của mình đâu có đó rõ ràng á, thì mình thì Facebook nó bảo vệ mình. Vấn đề an ninh mạng các bạn thấy nó được cái lợi chỗ đó. Còn ở Việt Nam trong nước hiện nay tôi thấy có rất nhiều người bị đánh rớt nick hoài, tại vì mình xài nhiều khi những cái tên đó nó không có được kiểm chứng, cho nên nó bị rớt hoài. Thì an ninh mạng các bạn thấy nó có những cái lợi nhiều hơn là hại, đa số thì nó Anh gì đây này, anh Tyson Mac à, anh hỏi là anh ở đâu thì cho anh địa chỉ anh đến chơi anh uống cà phê. mấy này nó xạo em ơi. Nó nói cái kiểu mà sốc hàng, tụi nó nói theo kiểu sốc hàng, ý là nó muốn nó dọ anh, nó muốn là tới để đặng mà nó Không, dọ nhưng anh là mà anh nãy chịu giờ rồi. thấy comment cũng 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 ủng hộ anh, thấy comment ủng hộ Không. anh Minh nói đúng, mình ở Mỹ 30 năm đồng ý với lời anh nói là một Đó. này. Rồi Trung ơi, bạn ở đâu mà nói anh Lợi Minh nói không đúng, là hồi nãy có một cái thằng tên Trung nó hỏi hay sao. Cảm ơn anh Lợi À, nói Minh, cảm chung ơn bà con Việt kiều có lòng yêu nước, chúng tôi rất trân trọng tấm lòng của các bạn. Gì bà con mình nên bình tĩnh, cái gì cũng vậy, mạng xã hội Facebook hiện nay của người Việt Nam của mình đó, nó rất là phức tạp. Nói cái chữ phức tạp là ở đây gì, bởi vì những cái thành phần mà chống phá đất nước nó len lỏi vào đó, nó tuyên truyền những cái sự gọi là mị dân, nó nói xạo không, bởi vì nó rất là căm thù rồi căm ghét tôi, nó lúc nào nó cũng đòi giết tôi đủ mọi cách mọi kiểu hết. Tại vì tôi ở Mỹ, cái người Mỹ họ sống thực dụng và thực tế, tôi với tôi người Mỹ họ lúc nào cũng là những người bạn của mình chỉ phản đối những cái mà chính sách của chính quyền Mỹ họ có cái những cái gì đi ngược lại cái lợi ích của dân tộc của mình thì mình chống lại thôi. Còn người Mỹ họ lúc nào họ vẫn là bạn của mình. Thì tôi sống với người Mỹ tôi thấy người Mỹ họ rất là thực tế và thực dụng. Đấy, cái gì cũng vậy, phải phải thật. Người Mỹ là cái gì nói chuyện với họ là phải yes or no, chứ không có kiểu gặp mấy cảnh sát hay là những cái nơi mà mình đi vào trong những cái chính quyền cũng vậy, mình cứ nói chuyện mà giá là nó hỏi cái gì là nó nạt mình liền.
chỉ có yes or no, có hay là không, một là một, hai là hai, chứ không có phải cái phải một cái kiểu giống như là bà xạo rồi nói nó cái kiểu mà nói nhưng không có mà nói có đó. Người ta rất là ghét, người ta rất là ghét những mấy cái thành phần như vậy. Mà người Việt của mình các bạn thấy nhất là những cái người, những cái thành phần mà của chế độ cũ, tụi nó không thích cái đất nước của mình và nó căm thù cái chế độ Việt Nam, bởi vì nó thất bại, nó thua trận. Mặc dù nhà nước Việt Nam mình tìm đủ mọi cách để đặng mà hòa giải, mà các bạn thấy tụi nó đâu có cái gọi là sự nhiệt tình như vậy đâu, tụi nó tìm đủ mọi cách để đặng chống lại, cho nên nó xuyên tạc đủ mọi kiểu. Dù các bạn có nói sự thật Việt Nam tốt cỡ nào chứ nữa, là giống là nó không thích, nó không thích, nó không muốn nhìn thấy đất nước của mình phát triển và đổi mới và cái cuộc sống nó tốt hơn. Cho nên các bạn thấy nó làm là nó tìm đủ một cách để làm là sự trì trệ phát triển của đất nước mình. Mà những người anh em chúng ta là những người yêu nước chân chính, mà những người chúng ta là những người hiểu biết, chúng ta cần phải vạch mặt những cái thế lực mà chống phá đất nước để cho những người khác họ hiểu được, họ thấy được đâu là đúng, đâu là sai. Đấy. Cho nên mạng truyền thông phải nói là tôi nói nó là một cái sức mạnh rất là quan trọng, nhất là hiện nay mạng truyền thông của Internet, Facebook nó rất là mạnh. Tôi chỉ lấy làm đáng tiếc là nhà nước Việt Nam mình ra cái luật an ninh mạng phải nói là quá trễ luôn, rất là trễ. Dạ, nhưng mà rồi. lúc nào tôi cũng nghĩ mà điều Càng có cái càng sự việc sớm như càng tốt. cái sự việc nó xảy ra hôm nay thì nói chung nó chứng minh được là nhà nước Việt Nam mình một cái chính sách rất là dễ dãi, chứ không phải giống như ở những cái nước phát triển như Mỹ. Các bạn biết Mỹ hả, luật pháp nó lúc nào cũng phải là thượng tôn hết, nó rất là khắt khe, mà người dân Mỹ người ta sống quen như vậy rồi và họ chấp hành rất là đúng. Mà khi đụng vô luật pháp hả, Mỹ một cái hả, các bạn biết chỉ có là phải tuân thủ thôi. Bởi vì tôi thường thường hay nói, nếu mà những cái thành phần mà chống phá đất nước mà ở bên Mỹ này nó đang kêu gào mà nó đang xuyên tạc ở Việt Nam, tôi nói mà đem và áp dụng, đem cái luật pháp của Mỹ mà áp dụng trên đất nước Việt Nam, Ngọc Hiếu và những người anh em các bạn ngồi ở trong diễn đàn này chỉ có khóc mà kêu trời thôi, chứ đừng có nói mà lúc đó các bạn sẽ nói là cộng sản ác với dân đủ cách đủ kiểu. Thằng cảnh sát Mỹ mà nó kêu ngồi là ngồi, đứng là đứng, im là im, ghê lắm nó mà kêu chứ chứ nó chứ không có mà giỡn mặt lại, không có nói tào lao, mà muốn cãi gì ra tòa cãi. Thành ra cái vấn đề an ninh mạng đưa ra hiện nay nó cũng không có mang tính cách vấn đề mà tự do ngôn luận hay nhân quyền gì trong đó, nó chỉ mang tính cách là bảo vệ, làm cho cái mạng xã hội Facebook của người Việt Nam mình đó nó lành mạnh hơn, nó thực tế và thực dụng hơn, chỉ có vậy thôi. Cho nên chúng ta hết sức bình tĩnh, không nên nghe theo những cái sự tuyên truyền của những cái thành phần mà nó đang chống phá đất nước, nó không phải như vậy. Các bạn mà tôi rất tiếc là nếu mà anh chị các bạn mà biết được cái Anh ngữ đó, các bạn tìm hiểu về cyber security, là ăn gọi là an ninh mạng đó, nó rất là hay, nó rất là hay, nó rất là thực tế, chứ không phải nó mang có tính cách gì mà vi phạm nhân quyền hay là tự do ngôn luận cả. Rất tiếc là tôi kiếm không rõ ra cái bản dịch của tiếng Việt, tại vì tôi thì không có dịch tiếng Việt giỏi, ngay cả tôi nói còn lộn tùm lum hết cái ngôn ngữ. Tại vì hồi nào hồi xưa tôi không có xài nhiều, thì bắt đầu mình bây giờ mới mới giống như là nói nhiều thì bắt đầu phải quen dần thôi. Tại tôi sống cũng mấy hơn 30 năm ở nước Mỹ hồi còn nhỏ, thành ra sử dụng tiếng Việt nó ít thì mình giống như không nhớ hết chứ không phải là quên. Thì bây giờ mình bắt đầu như khi tôi nói còn lộn lưỡi, không phải là tôi mất gốc hay là gì, tại vì cái gì như vậy, cái người mà mình đi rời xa quê hương lâu á mà mình không sử dụng cái ngôn ngữ của mình, cái mình bị quên lãng đi. Cho nên dịch thuật đó thì tôi dịch không có giỏi, nó đòi hỏi những người mà người ta có cái sự phong phú về cái ngôn ngữ, họ dịch rất là hay. Hôm nay ổn anh Hòa Bình Trần.
Hôm nay là tương đối ổn, là thông báo với anh Lại Minh với tất cả Ừ. toàn bộ anh chị em ở trên diễn đàn là hôm nay tương đối ổn. Còn không Ừ. biết thì ngày mai thế nào. Nhưng mà hôm nay là bắt được một số người coi như là giả mạo cảnh sát. Giả mạo cảnh sát, vâng, mặc áo cảnh sát nhưng mà áo 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 cảnh sát cơ động nhưng mà lại không có quần. Rồi một số người là mặc áo bộ nguyên nguyên một bộ đồ công an nhưng mà không có gì ta. Cái gì Nó đeo phù hiệu ngược nữa, nó dạ đeo phù hiệu ngược nữa, nó đeo mấy cái quân, cái công hàm, quân hàm á, nó đeo ngược nữa. Anh mắc cười thì thôi, thiệt là mấy thằng này nó đúng là một cái đoàn quân ô hợp, tụi nó không có ra gì, công nhận tụi nó bài mưu lắm lắm, kiểu rất là hề, mà tào phải lao. anh thấy nó tào lao thiệt chứ, nó làm sao để nhìn thấy. Nói chung là hôm nay thì Việt Nam đã bắt được những cái nhóm người như vậy, thì nó mình đã có, anh thấy như là một cái sự chiến thắng, một cái sự chiến thắng rất là lớn, một cái sự thành công rất là mạnh. Bởi vì những cái nhóm này tụi nó nghĩ rằng nó ra nó sẽ kích động được như cái đợt vừa rồi. Những cái đợt vừa rồi là mình quay Anh thả lỏng. Lại Minh có biết là cái mà để mà bắt được cái đám này là thành công từ đâu Tự động không? Từ cờ đỏ mà ra đấy. tuyệt vời ha, bởi vì Từ Ngọc cờ Hiếu thấy đỏ không mà ra đấy. anh. Em lát nữa em Ừ. sẽ gửi cho anh một cái tin nhắn của Bộ Quốc phòng gửi cho em á. Ừ, tại vì anh em cờ đỏ mình là những người mà gọi là luôn luôn lúc nào cũng kề vai sát cánh chiến đấu với lại những thế lực thù địch mà. Ừ. Bởi vì anh mới nói là anh em mình cứ tập trung vào những cái chuyên môn để rằng mình đánh tụi nó, để cho bà con thức tỉnh. Thì phải nói đó là một cái sự việc đáng mừng Hằng Ngọc Hiếu. Nghe Ngọc Hiếu nói như vậy anh khỏi nói là rất là vui. Dạ. Mấy ngày có mấy bữa anh cũng nóng lòng khủng khiếp luôn. Có Thực hôm ra anh nóng lòng tức. những cái thông tin mà bọn em đưa ra ấy, mà chính là Bộ Quốc phòng với Bộ Công an còn không biết. Còn chưa Thì biết, tất nhiên đó. là họ cũng có cái phương án là họ họ cũng có cái phương án là họ 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 chuẩn bị hết rồi nhưng mà họ không nghĩ là nó lại ở cái mức độ đấy. Đấy, tuy nhiên đó là mình đưa ra cho họ, tại vì mình có người nói cho mình biết thì mình đưa ra cho họ và họ biết họ họ gửi lời cảm ơn. Đây thì quá tuyệt vời, anh thấy như vậy là tuyệt vời. Bởi vì mình cần những người anh em yêu nước như anh em tụi mình, cần phải phấn đấu nhiều hơn để rằng mình bảo vệ sự bình yên của đất nước. Đây là một cái sự việc góp phần rất là tốt, phải nói là rất là mừng. Suốt suốt từ hôm xảy ra những cái sự việc như vậy, nhiều khi nằm ngủ cũng trằn trọc, nhiều khi thấy không biết tại sao mà bên an ninh Việt Nam mình mà để lỏng lẻo như vậy. Trời ơi, có nhiều cái chị ở bên nước ngoài, cái chị điện về cho em còn khóc kìa, khóc nức nở luôn ấy. Mà chính cái đêm hôm mà em khóc á, chính cái đêm hôm mà 3 giờ sáng em dậy em livestream á, em khóc á, là bắt đầu là lúc bây giờ là mới 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 chạm được đến trái tim của các nhà lãnh đạo. Mọi người nên biết là cái livestream em đang livestream ở đây là cũng có nha. Có các nhà lãnh đạo về, có an ninh mạng ở trong này nữa nha. Em nhìn là em biết nhưng mà có điều em không nói thôi. Cho nên đó là bà con trong nước là không nên là chia sẻ ẩu là một. Cái thứ hai nữa là không nên đăng bài tào lao. Họ biết hết. Ngọc Hiếu đừng nói ra hết chứ. Họ biết hết ạ. Đừng có đăng. Ngọc Hiếu đừng nói, anh cũng biết nhưng mà đừng nói ra hết, để cho tụi nó để cho tụi nó lộ diện ra. Nhưng mà cái thành công đợt này á, là em thấy có một cái thành công rất là lớn, đó là anh chị em cờ đỏ đoàn kết. Tự nhiên Vậy cái mới đêm được, tự nhiên có một cái vậy mới đêm được. mà dạ, tự nhiên có một cái đêm mà hai chiến sĩ cảnh sát của chúng ta bị chết á, mà coi như là cái nhóm cờ đỏ tự nhiên là gửi tin cho nhau là bỏ qua hết, đoàn kết lại. Hay, em phải công nhận ạ. Ừ, anh thấy quân khúc rồi ngồi lại một với anh em rất là đông. Dạ, đông lắm. Anh em coi như là xong. Thôi chắc là có Như lẽ vậy. là cũng khuya rồi. Em chúc anh Lợi Minh sức khỏe. Chúc cả nhà mình đi ngủ nha. Ok, Chúc cả nhà mình đi ok. ngủ. Ừ. Dạ. Tại vì Ok, thôi ở vậy Việt Nam bye. bây giờ là gần 12 giờ rồi, 10, 11 Đúng giờ rồi, đúng 8 rồi. phút rồi. Ừ. Ngày hôm Là nay hơi em khuya cũng rồi thôi. thứ bảy nên khách mua hàng nhiều nên cũng hơi hơi mệt.
Ừ, Chúc ở nhà ok ngủ thôi ngon vậy nha. nghỉ. Rồi, cảm ơn Ngọc Hiếu, kênh xin chào tất cả anh chị em các bạn trong diễn đàn. Xin chào. Dạ, xin chào anh ạ. Chúc anh ngủ ngon. Chào cả nhà ngủ ngon nha.